Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó yêu cầu các bạn là phải chơi trong 60 phút nha các bạn. Các bạn phải chơi trong 60 phút và các bạn phải thử 30 cái outfit ở trong này. Thì nó sẽ mở khóa các bạn cái vòng quay. Thì sau khi các bạn mở khóa vòng quay đó thì các bạn AFK ở trong game này, các bạn kiếm cái lượt quay. Sau khi kiếm cái lượt quay thì các bạn quay thôi các bạn. Thì lại một game nhân phẩm nữa các bạn à. Thì nó lại có hai cái, là một là cộng thêm một cái lượt quay, hai là trúng cái vật phẩm luôn. Nên chắc tỷ lệ cũng là 0.01 nha các bạn. Tỷ lệ lẫn là 0.01 thì hên xui thôi. Cái này thì bạn nào hên thì trúng thôi nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.